Chào mừng cô chú anh chị và các bạn đã quay trở lại kênh YouTube Tường Vũ Channel. Rất vui được gặp lại tất cả cô chú anh chị và các bạn trong video buổi trưa ngày mùng 7 Tết, ngày 16 tháng 2 năm 2024. Bây giờ là 11 giờ 5 phút. Hiện tại chúng ta đang có mặt ở ngay chỗ cầu Kiệu kết nối giữa quận Phú Nhuận và quận 3, quận 1 Sài Gòn. Trong buổi trưa ngày hôm nay, Tường Vũ Channel kính mời tất cả quý vị và các bạn chúng ta cập nhật tình hình phố xá trung tâm Sài Gòn ngày mùng 7 Tết. Phải nói rằng hôm nay là ngày mùng 7 Tết thì có một số nơi bắt đầu khai trương buôn bán trong năm mới. Tuy nhiên thì học sinh sinh viên bắt đầu quay lại trường học vào ngày mùng 10 tháng 2 Tết. Thời tiết tại Sài Gòn trong ngày hôm nay cũng rất là nắng, nhiệt độ đang gần 34 độ C tính ở phía ngoài đường. Và phải nói rằng là đường phố chúng ta vẫn đang thấy còn rất là thông thoáng. Bởi lẽ số lượng người từ các tỉnh thành đổ về Sài Gòn chưa có đông. Người dân ở tất cả mọi tỉnh thành trên cả nước cũng bắt đầu lác đác trở về Sài Gòn sớm để tránh cái trường hợp kẹt xe. Nhiều công ty sẽ bắt đầu khai trương vào ngày 8 Tết quý vị. Còn trường học sinh viên thì sẽ quay trở lại vào ngày mùng 10 Tết, vào ngày thứ hai tuần tới. Và để bắt đầu video trong buổi trưa ngày mùng 7 Tết hôm nay, Tường Vũ Channel xin kính chúc tất cả quý vị và các bạn có một kỳ nghỉ Tết thật tuyệt vời. Chúng ta hướng đến năm 2024 với những sự thành công may mắn nhất định. Mình đang có mặt trên con đường Hai Bà Trưng, phía bên tay phải thuộc quận 3, còn phía bên tay trái thuộc quận 1 Sài Gòn, phường Tân Định, quận 1 Sài Gòn. Cầu Kiệu là kết nối giữa quận Phú Nhuận và quận 1, quận 3 quý vị. Hôm nay cập nhật toàn cảnh trung tâm Sài Gòn của chúng ta để xem thử là tình hình Sài Gòn ra sao và buôn bán hoạt động kinh doanh như thế nào. Năm nay mùng 6, mùng 8 thì ngày tốt, cho nên đa số các cửa hàng, doanh nghiệp, công ty người ta sẽ chọn ngày mùng 8 là ngày đầu xuân để mà khai trương, với hy vọng sẽ có một cái năm mới tốt đẹp, tuyệt vời. Mặt bằng ở tại Sài Gòn của chúng ta vẫn đang trong quá trình cho thuê, nhiều căn nhà cho thuê ở tại góc của đường Hai Bà Trưng và đường Lý Chính Thắng, là đường Yên Đỗ năm xưa này quý vị. Những căn nhà lớn như thế này thì hy vọng trong năm 2024 này sẽ tìm được khách hàng đến để mà thuê. Thời gian để trống rất là lâu, thật sự rất là lãng phí. Mình sẽ đi trên con đường Hai Bà Trưng hướng về trung tâm quận 1 Sài Gòn quý vị. Chắc chắn thì vào cuối tuần này thôi, thứ bảy chủ nhật thì bà con bắt đầu đổ dồn vào Sài Gòn đông để mà đi làm vào ngày thứ hai, học sinh thì đi học đó. Tòa nhà này cũng đóng cửa cho thuê, phải nói là dài hạn luôn rồi, gần một năm nay vẫn chưa thể nào tìm được khách đến thuê. Hy vọng trong 6 tháng đầu của năm 2024 thì cái tình trạng mà nhà cửa đóng cho thuê hàng loạt triền miên ở tại trung tâm Sài Gòn của chúng ta sẽ được
lấp đầy bởi những cửa hàng kinh doanh buôn bán. Năm mới thì ai cũng hy vọng có được công ăn việc làm thuận lợi, rồi sức khỏe tràn đầy. Sức khỏe là quan trọng nhất. Tuy nhiên ngày nay thì phải nói tiền rất là quan trọng để cho chúng ta có một cuộc sống ấm no và đầy đủ. Đường phố vẫn rất là vắng lặng luôn à, quý vị thấy không? Nhà cho thuê nhà trên đường Hai Bà Trưng nè, phường Tân Định, quận 1. Đường phố Sài Gòn vẫn rất là thông thoáng luôn. Và phải nói những dịp Tết truyền thống như thế này thì người dân Sài Gòn chính hiệu đó, có nghĩa là người mà sinh sống ở Sài Gòn thật lâu á, thì người ta rất là thích cái không khí ở Sài Gòn, tại vì nó rất là thông thoáng và nó nhẹ nhàng hơn, nó không có phải là quá đông như bình thường. Trên đường Hai Bà Trưng này thì hiện tại mình thấy mặt bằng cũng đang đóng cửa và cho thuê rất là nhiều luôn quý vị. Ai cũng hy vọng năm 2024 ít nhất là sang quý 2 năm 2024 thì mặt bằng nhà phố ở tại trung tâm Sài Gòn chúng ta sẽ bắt đầu có những cái triển vọng tốt đẹp hơn. Nhà cửa được cho thuê và tình hình kinh doanh buôn bán sẽ khởi sắc hơn, kinh tế sẽ hồi sinh mạnh mẽ hơn. Bệnh viện quận 1 Sài Gòn này quý vị. Đó, bên tay trái của chúng ta là bệnh viện quận 1 Sài Gòn, nằm trên đường Hai Bà Trưng, kế bên chợ Tân Định Sài Gòn của chúng ta. Phía trước xa xa là chợ Tân Định Sài Gòn quý vị. Đó. Sài Gòn Tân Định rất là nổi tiếng, và chợ Tân Định mang một cái dáng dấp cổ điển năm xưa, đặc biệt, thiết kế rất đặc biệt luôn. Mặt bằng cho thuê tràn lan đại hải trên con đường này, cái góc này vì sao mặt bằng này nè, cái góc cua của con đường Hai Bà Trưng và đường Trần Quốc Thảo. Phía trước màn hình của chúng ta là bệnh viện quận 1 này quý vị. Bên tay trái thì căn nhà ngay góc đường Trần Quốc Toản và đường Hai Bà Trưng. Mong rằng những hình ảnh này chúng ta sẽ ít bắt gặp hơn trong năm 2024 này. Đó, mặt bằng vàng ở tại đường Hai Bà Trưng, quận 1, quận 3. Mặt bằng này là phải vài trăm triệu mới có thể mướn được. Chợ Tân Định rất là nổi tiếng tại Sài Gòn của chúng ta, thu hút rất là nhiều du khách quốc tế và khách trong nước, họ đến tham quan mua sắm ở tại chợ Tân Định này. Và bên trong thì cũng đang đóng cửa, chưa có được khai trương hết, chỉ có một số sạp và họ khai trương ngày mùng 6 Tết, còn chủ yếu là người ta chọn ngày mùng 8, mùng 8 là ngày mai. Đó, những cái sạp bán áo dài, bán vải ở xung quanh chợ Tân Định thì cũng chưa có mở cửa hết.
những cái mặt bằng căn nhà nguyên căn như thế này phải nói là cả năm trời rồi, đóng cửa cả năm trời luôn quý vị. Thật sự mà nói thì Sài Gòn của chúng ta cũng chưa bao giờ rơi vào một cái tình cảnh mà chúng ta thấy có quá nhiều mặt bằng phải đóng cửa triền miên, cũng chỉ vì kinh tế quá khó khăn, làm ăn ảm đạm và họ không thể nào có thể kham nổi cái tiền trả mặt bằng. Vì vậy họ trả mặt bằng rất là nhiều luôn, cho thuê nhà quá trời luôn. Đấy quý vị, đây là những hình ảnh được ghi hình trực tiếp vào buổi trưa ngày mùng 7 Tết, ngày 16 tháng 2 năm 2024. Nhà thờ Tân Định Sài Gòn của chúng ta này quý vị, nhà thờ rất là đẹp luôn. Nhà thờ này trang trí một cái màu hồng tuyệt vời và thu hút nhiều khách quốc tế đến để mà tham quan, chụp hình lưu niệm ở nhà thờ Tân Định Sài Gòn này. Khách nước ngoài họ cũng muốn khám phá cái kiến trúc cổ điển theo phương Tây, nhà thờ Tân Định, nhà thờ Đức Bà Sài Gòn và còn một số nhà thờ khác như là nhà thờ Huyền Sĩ, nhà thờ Triệu Quán, rất đẹp luôn rồi quý vị. Nhà thờ màu hồng, điểm check-in nổi tiếng của du khách quốc tế. Trang trí mùa Tết cũng trang trí rất đẹp nha, rồi mùa Giáng sinh cũng trang trí rất là đẹp ở tại nhà thờ Tân Định này quý vị. Ở phía trên để những cây mai vàng nè, thấy không? Muốn lấy toàn góc đẹp này chúng ta phải đứng từ xa, chúng ta mới có được những góc đẹp. Đứng sát quá không lấy được hết cảnh. Theo như một số chuyên gia kinh tế hàng đầu của Việt Nam dự đoán, quý 2 chậm là quý 3 năm nay, năm 2024 thì bắt đầu dần dần kinh tế sẽ khởi sắc và đặc biệt là thị trường bất động sản sẽ nóng lên trở lại, sôi sục trở lại. Phải nói thị trường bất động sản, nhà cửa, đất đai, căn hộ, chung cư, biệt thự đang rất là trông chờ trong cái năm 2024 này, bởi vì đã có biết bao nhiêu nhà giàu cũng phải khóc ròng, phải đầu hàng, phải chịu thua với một cái viễn cảnh mà kinh tế nó te tua, nó tơi tả như hiện nay. Đối diện công viên Lê Văn Tám này quý vị, mặt bằng khổng lồ luôn, mặt bằng này phải 6-7-8 mét luôn. Thật sự mà nói trong năm 2023 vừa qua thì kinh tế rơi vào một cái vùng xoáy rất là thảm khốc. Rất là thảm khốc luôn rồi quý vị. Biết bao nhiêu doanh nghiệp phá sản, biết bao nhiêu người phải thất nghiệp, chịu không thấu. Nói chung là phải hết tuần này thì bắt đầu mọi việc trở lại bình thường. Đầu tuần thứ hai năm
năm nay phải nói là một cái năm mà ngao ngán và chán nản đối với nhiều tiểu thương, nhiều thương lái người ta đem hoa lên Sài Gòn để bán, thất bại toàn tập, bông hoa ế ẩm bán không hết, chặt bỏ luôn. Đầu tư cả trăm triệu để mà mua bông mua hoa lên Sài Gòn bán Tết kiếm lời, tuy nhiên thì sức mua năm nay giảm đáng kể, bởi vì người dân thì cũng không có nhiều tiền để mà mua sắm Tết như mọi khi. Người ta tiết kiệm rất là nhiều, mỗi năm thì người ta mua bông mua hoa tràn lan đại hải rất là nhiều, nhưng mà năm nay thì phải nói người ta đợi cho đến giây phút cuối cùng, đợi cho đến sáng ngày 30 Tết, cho đến trưa ngày 30 Tết bắt đầu người ta đổ xô đi mua bông hoa giá rẻ, đại khuyến mãi, siêu khuyến mãi. Vì vậy cho nên nhà vườn thương lái họ cũng rất là chán luôn. Đó. Mặt bằng kinh doanh ế ẩm quá trời luôn. Tường Vũ Channel xin gửi lời cảm ơn chân thành đến tất cả quý vị và các bạn đã dành thời gian ủng hộ đồng hành với kênh YouTube Tường Vũ Channel. Xin kính chúc tất cả quý vị luôn luôn tràn đầy sức khỏe, may mắn, thành công và luôn hạnh phúc trong cuộc sống. Bây giờ chỉ hy vọng thị trường bất động sản sẽ nóng dần lên, nóng dần trở lại mà thôi. Chứ nếu không thì trong năm nay tình hình cũng sẽ gặp nhiều khó khăn nữa. Có rất nhiều người thích Sài Gòn khi mà vắng lặng như thế này, cảm thấy nó đỡ ngọt hơn, đỡ chóng mặt hơn và đỡ ô nhiễm môi trường hơn. Tuy nhiên Sài Gòn thì nó phải đông đúc, chật chội và kẹt xe, ầm ầm, ồn ồn, ào ào suốt ngày thì mới đúng là Sài Gòn. Trời ơi, mặt bằng bên đây vẫn chưa thể nào tìm được khách nè, quý vị thấy không? Xe tua tơi tả nè, cô chú anh chị các bạn. Đầu năm cuối năm mà cứ nhìn như thế này thì thôi chứ, ngao ngán luôn. Một tháng là chủ nhà mất đi cả trăm triệu đối với những mặt bằng lớn, và mất đi vài chục triệu đối với những mặt bằng nhỏ như thế này. Nay cập nhật toàn cảnh trung tâm Sài Gòn quận 1, quận 3 để gửi đến quý vị ha. Đây là ngã tư của con đường Trần Cao Vân và con đường Hai Bà Trưng. Theo như dự đoán, dự báo thì năm 2024 này ngành du lịch của Việt Nam sẽ đón được nhiều hơn nữa lượng khách quốc tế đến để mà tham quan du lịch tại Việt Nam, quý vị. Đó, tòa nhà nguyên căn. Đó, từ trước Tết cho đến bây giờ luôn. Và hy vọng chắc là như thế nào. Nay cập nhật toàn cảnh để gửi đến quý cô chú anh chị và các bạn. Mười một giờ 15 phút, ngã tư của con đường Nguyễn Thị Minh Khai và đường Hai Bà Trưng.
ngay góc Nguyễn Thị Minh Khai, Hai Bà Trưng là lãnh sự quán Pháp tại Sài Gòn. Mình rẽ bên tay trái nè, đi về bên hướng của chợ Thị Nghè, về hướng của ngã tư Hàng Xanh, về hướng của cầu Sài Gòn. Chắc chắn là ngày thứ hai đầu tuần thì bắt đầu đường phố sẽ đông đúc và đôi khi còn kẹt xe nữa. Học sinh đi học, nhân viên công nhân thì đi làm. Nói chung thứ hai tuần tới là mọi thứ sẽ trở về bình thường rồi. Và năm nay thì phải có những cái gì đột phá, thay đổi mạnh mẽ đó. Chứ còn mà cái cảnh thất nghiệp với lại phá sản nhiều quá thì cũng thật là đau xót. Những con đường rất quen thuộc đối với chúng ta. Con đường Hai Bà Trưng này nếu mà đi thẳng là về bên công viên Mê Linh, tượng đài Đức Thánh Trần Hưng Đạo, công viên Bến Bạch Đằng. Đây ngã tư của đường Lê Dưỡng nè, đường Thống Nhất năm xưa. Rẽ tay phải. Sài Gòn ngày nay thật sự cũng đã đổi thay rất nhiều. Nếu như những cô chú và các bác lớn tuổi trên 80 mà nhiều năm chưa quay trở lại Sài Gòn, đặc biệt là khoảng tầm 30 năm mà chưa quay trở lại Sài Gòn thì chắc chắn là rất khó nhận ra Sài Gòn ngày hôm nay. Diamond Plaza trang trí mùa Tết rất là đẹp. Đây quý vị. New Year Xuân Giáp Thìn 2024. Đâu đó thì vẫn còn nhiều tà áo dài xinh đẹp đang chụp hình ở đây. Dễ thương chưa? Tà áo dài lên xe đạp thấy đẹp chưa? Và chúng ta sẽ đi vòng sang hồ con rùa một chút xíu quý vị. Quẹo qua bên hồ con rùa để cập nhật một số ảnh tại hồ con rùa để gửi đến quý cô chú anh chị và các bạn. Diamond Plaza thu hút rất là nhiều bạn đến mà chụp hình nè. Mùa Giáng sinh nè. Đây là con đường Duy Tân, con đường Phạm Ngọc Thạch ngày nay. Thôi thì chúng ta cũng kết thúc cái Tết Giáp Thìn, cái Tết mà rất nhiều người ao ước, được mong đợi. Năm con rồng mà, rồng bay cao, ai cũng muốn mong đợi nó đem đến cho chúng ta nhiều cái điều may mắn. Đó, mai vàng rực rỡ tại nhà văn hóa thanh niên, phố Ông Đồ, lễ hội Tết Việt Giáp Thìn 2024 nè. Còn đâu đó một chút sương khi mà thấy những cây mai vàng ở tại phố Ông Đồ, nhà văn hóa thanh niên. Rừng mai vàng. Rồi mình sẽ quay trở lại để nó về chợ Bến Thành nha quý vị. Về trung tâm của chợ Bến Thành. Nhà thờ Đức Bà Sài Gòn, Vương cung Đức Bà Sài Gòn, hay còn gọi là nhà thờ Chính Tòa Sài Gòn thì vẫn đang dang dở dở dang.
chưa hoàn thành việc đại trùng tu, kéo dài quá nhiều năm do ảnh hưởng rất nhiều yếu tố khách quan, từ tiền bạc rồi dịch bệnh Covid, rất nhiều yếu tố mà làm cho cái việc đại trùng tu này nó bị gián đoạn rất là dài. Mình sẽ đi vào con đường công xã Paris. Công xã Paris quý vị, đó nhà thờ Đức Bà Sài Gòn nè. Dự kiến thì 2027 mới xong luôn mà chưa biết như thế nào đây. Dự kiến thì lúc nào cũng dự kiến thôi, nhưng mà nếu xong trước sớm thì càng tốt. Bưu điện Sài Gòn, nhà thờ Đức Bà Sài Gòn. Khách quốc tế thì vẫn đang đổ dồn vào đây rất đông luôn. Chúng ta đang có mặt ở trên con đường Lê Thánh Tôn, và ủy ban thành phố của chúng ta rất là đẹp đó. Xe máy chạy ngược chiều luôn, đường này đường một chiều mà chạy ngược chiều luôn quý vị đó. Ủy ban thành phố này quý vị thấy không, mình sẽ đi một vòng ở phố đi bộ Nguyễn Huệ ha, để xem thử là không khí ngày hôm nay ra sao. Bông hoa vẫn xanh vẫn đẹp, sắc xuân thì vẫn còn. Nói chung là cái dư âm mà mùa xuân thì nó vẫn còn rất là đậm trong lòng của người Việt Nam. Đường Hoa Nguyễn Huệ thì 11 giờ ngày mùng 5 Tết bắt đầu dọn từ tư và chính thức trả lại mặt bằng vào lúc 6 giờ sáng ngày 16 tháng 2 năm 2024, để lại hai con rồng siêu khổng lồ ở trên đường Hoa Nguyễn Huệ. Đó quý vị, hai con rồng siêu to khổng lồ dài hàng trăm mét uốn lượn ở tại đường Hoa Nguyễn Huệ này. Như vậy thì sau khi mà đường Hoa Nguyễn Huệ được dọn để trả mặt bằng thì vẫn giữ lại con rồng dài đẹp ở trên đường Hoa Nguyễn Huệ để mà cho người dân Sài Gòn cũng như là du khách tham quan quý vị. Mình sẽ đi về trên đại lộ Lê Lợi ha, hướng về chợ Bến Thành.
bằng vẫn đóng cửa cho thuê. Càng về trưa thì nhiệt độ càng tăng cao. Đó. Hy vọng những mặt bằng trên đại lộ Lê Lợi này được giải phóng rất là nhanh trong năm nay. Đừng có để trống mặt bằng nào hết đó, quý vị. Ngã tư của con đường Công Lý, con đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, cô chú anh chị. Thật sự đại lộ Lê Lợi này là một trong những con đường trục chính có giá trị rất lớn, mặc dù giá cho thuê nhà không cao bằng con đường Đồng Khởi. Tuy nhiên thì phải nói về vị trí thì nó rất là đẹp, cực kỳ đẹp luôn quý vị. Đây là đường Phan Bội Châu, cửa đông của chợ Bến Thành, cô chú anh chị. Chợ Bến Thành thì trong dịp Tết này vẫn có rất là nhiều khách, khách quốc tế rồi khách trong nước họ cũng đến tham quan. Thật sự mà nói thì mình cũng rất thích chợ Bến Thành, tại vì nó có một cái điều gì đó rất là đặc biệt so với những cái chợ khác còn lại ở tại Sài Gòn. Về cái thương hiệu cũng như là về cái độ hot, về thương hiệu cũng như là về cái độ hot của chợ Bến Thành thì lúc nào cũng thu hút khách quốc tế, đặc biệt đó đoàn khách này quý vị. Thấy không? Đó. Khách du lịch nước ngoài rất là đông. Chợ Bến Thành là hot nhất ở tại Sài Gòn, điểm du lịch hot nhất ở tại Sài Gòn của chúng ta. Hôm nay thì chưa biết là trung tâm thu đổi ngoại tệ Hà Tâm và Mai Vân như thế nào. Mình sẽ cập nhật một số hình ảnh. Mình sẽ cập nhật một số hình ảnh tại đây để gửi đến quý vị. Cửa đông, cửa tây của chợ Bến Thành. Wow, nóng quá. Nhiệt độ đang tăng rất là cao luôn. Đó, trung tâm thu đổi ngoại tệ Hà Tâm và Mai Vân, quý vị thấy không? Kẹt cứng. Kính thưa quý vị, phía trước màn hình của chúng ta là trung tâm thu đổi ngoại tệ Hà Tâm. Và bây giờ Tường Vũ Channel sẽ cập nhật tình hình tỷ giá một số ngoại tệ trong buổi trưa ngày mùng 7 Tết, ngày 16 tháng 2 năm 2024 ở ngoài thị trường tự do hay còn gọi là thị trường chợ đen.
Đối với đồng đô la Mỹ, giá mua vào trong mùng 7 Tết. Đối với đồng đô la Mỹ, giá mua vào ngày hôm nay ở ngoài thị trường tự do là 25.152, bán ra là 25.222. Đồng đô la Úc, giá mua vào là 16.137, bán ra là 16.249. Đồng bảng Anh, giá mua vào là 31. Đồng bảng Anh giá mua vào là 31. Đồng bảng Anh giá mua vào là 31.185, bán ra là 31.385. Đồng Euro, giá mua vào là 26.782, bán ra là 26.882. Đồng franc Thụy Sĩ, giá mua vào là 28.132, bán ra là 28.282. Đồng đô Canada ngày hôm nay là 18.356, mua vào bán ra là 18.471. Như vậy chứng tỏ đồng đô la Mỹ và euro, rồi bảng Anh, đồng franc Thụy Sĩ, đồng Canada, đồng Úc có giá rất là tốt trong ngày mùng 7 Tết này, ngày 16 tháng 2 năm 2024.